Xin chào cô chú anh chị. Hiện tại em đang đứng ở trục đường Mã Lò của chú anh chị ha. Thì căn nhà này hiện tại đang thuộc hẻm 489 Mã Lò nha cô chú anh chị. 489 Mã Lò. Đường trước nhà rộng 5,5m đến 6m cô chú anh chị ha. Đó. Đó, hướng này mình đi thẳng ra nè. Mình đi thẳng ra đó, mình sẽ để phải là mình ra mặt tiền của Mã Lò nha. Hẻm xe hơi của chú anh chị ha. Đó, cô chú anh chị thấy không? Hẻm xe hơi rất là thoải mái thông thoáng luôn. Thì căn nhà này diện tích là ngang 4, dài 14 nha. Và hiện tại đang nằm ở hướng Tây nha cô chú anh chị. Đó, căn nhà muốn giới thiệu là căn nhà này nè. Đó. Được cái nhà mình là nhà đường thông nha. Thứ đi mình đi từ đây nè, mình rẽ phải ra là mình ra được đường số 20. 20 Mã Lò nha cô chú anh chị, đường số 20 Mã Lò. Đó, hướng này thì mình đi thẳng là mình rẽ phải là mình sẽ ra được mặt tiền đường của Mã Lò. Hiện tại thì căn nhà này đang thuộc 489 đường Mã Lò nha cô chú anh chị. Đó, nhà được thiết kế một trệt nè, một lửng nè, ba lầu cô chú anh chị ha. Một trệt, một lửng, ba lầu. Đường trước nhà rộng từ 5,5m đến 6m cô chú anh chị nha. Đó, 5,5m luôn á cô chú anh chị, rất là rộng luôn. Đó, nhà được thiết kế ngang 4 dài 14 của chú chị ha. Ở đây là một khoảng sân nè. À, nhà mình đường cái có ranh lộ giới nè. Ranh lộ giới chỉ có tới đây thôi. Đó, chỉ có tới đó thôi của chú chị ha. Đó, chỉ có một khúc vậy thôi. Đó, khu này thì mình để xe trong nhà nha của chú chị. Nhà được thiết kế một trệt, một lửng, ba lầu của chú chị. Rất là tuyệt vời luôn. Đó, đây là khoảng không gian phòng khách nè. Từ đây tới đó là 6 mét hơn của chú chị. 6 đến 7 mét luôn. Rất là rộng rãi luôn. Đó, trên này trên trần nè, đó, trần thạch cao hoa văn rất là đẹp. Đó, hai bên tường thì được ốp gạch nè. Đó, quá trời là đẹp luôn. Và đặc biệt á, nhà được thiết kế bằng cửa nhôm, nhôm sinh pha là của chú chị ha. Đó, nhôm sinh pha. Đó, nhà quá là đẹp luôn của chú chị ơi, với một cái phong cách tân cổ điển nha cô chú chị, rất là mới. Đó, mẫu mới nha cô chú chị ha. Đó, đẹp chưa cô chú chị? Nhà được sơn phết lại rất là mới và hoành tráng luôn của chú anh chị, với cái mức giá là cực kỳ hợp lý luôn. Đó. Nhà thì hiện tại là ngang 4, dài 14, được thiết kế một trệt, một lửng, ba lầu và mỗi phòng có một toilet riêng. Hiện tại thì nhà là 4 phòng ngủ, tính luôn lẫn là 5 phòng và 5 nhà vệ sinh của chú anh chị nha. Đó, nhà thì chủ tặng một số nội thất như là bàn ghế nè, bàn ghế salon nè cô chú anh chị ha. Đó, bộ bàn ghế salon nè. Ở đây thì có một cái khoảng không gian 5 bộ nè. Đó, rất là tuyệt vời của chú anh chị. Đó, vào một khoảng không gian bên trong này á, thì sẽ là không gian bếp và toilet thì ở phía trong của chú anh chị nha. Đó, không gian này là không gian đã được chủ thiết kế một bộ bàn ghế ăn ở đây rồi. Đó, bộ bàn ghế ăn nè. Đó, rất là đẹp luôn. Không gian này mình để tủ lạnh nè. Nhà thì có máy hút nè. Đó, máy hút nè. Và bề mặt đá hoa cương rất là đẹp luôn cô chú anh chị ha. Đó, nhà mình thì vẫn có ô giếng trời nha cô chú anh chị. Đây là khoảng không gian của ô giếng trời nè cô chú anh chị ha. Đó, rất là đẹp. Đó, trong này thì là khoảng không gian của toilet. Đó, cô chú anh chị thấy đẹp chưa? Ốp full trần luôn, gạch. Và bề mặt gạch thì là gạch nhám nữa nè. Đó, rất là đẹp luôn. Cửa này thì thiết kế cửa nhôm của chú chị, nhôm sinh pha rất là cứng cáp luôn. Và cùng mời cô chú anh chị lên tham quan lửng nha. Nhà thì nhà mình á, hiện tại là đang nằm ở hẻm 489 Mã Lò của chú chị nha. Thuộc hẻm 489 Mã Lò thuộc phường Bình Hòa A, quận Bình Tân nha cô chú chị. Đó, và giá của ngôi nhà này hiện tại chủ chia sẻ với em với mức giá là cực kỳ hợp lý luôn. 5,8 tỷ nha cô chú chị. 5,8 tỷ vẫn còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ nha cô chú chị ha. Đó, giá 5,8 tỷ còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ luôn. Đó, nhà được thiết kế quá là đẹp luôn cô chú chị ơi. Đó, đây là khoảng không gian bộ bàn ghế nè, bộ bàn ghế nè mình để xem phim nè. Đó, loa và nội thất ở đây thì đã được anh chị chủ để lại hết luôn nha, toàn bộ nha cô chú chị. Đó, đây là khoảng không gian bộ kệ tủ âm tường nè. Khoảng không gian này là không gian của ô giếng trời. Đó, và cùng mời cô chú anh chị lên tham quan lầu 1 nha. Thì nhà này chủ chia sẻ em với mức giá 5,8 tỷ.
giá này thì vẫn còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ. Thì cô chú anh chị nào yêu mến hoặc thích nhà này thì liên hệ em để sở hữu nha. Nhà thì tặng toàn bộ nội thất luôn nha cô chú anh chị. Đó, tặng toàn bộ nội thất luôn. Đó, tủ nè, giường nè. Khoảng không gian này là khoảng không gian toilet bên trong là cô chú anh chị. Đó, đầy đủ hết rồi, nhà mình không thiếu gì hết. Đó, cái này khoảng không gian để mình để tivi nè. Đó, phía trước thì cũng sẽ có một nội thất luôn, cũng có nội thất đàng hoàng luôn cô chú chị ha. Đó, khoảng không gian toilet thì nằm ở đây. Đó, toilet mà lavabo màu dạ quang. Đó, bồn cầu rất là đẹp. Đó, còn khoảng không gian này là không gian của phòng thứ hai. Đó, phòng rất là đẹp ở bên ngoài. Nhà mình có ban công luôn nha. Đó, một cái ban công nhỏ nhỏ phía trước nè. Đó, đây là khoảng ban công nhỏ nhỏ phía trước nè cô chú chị ha. Đó, đây là mình ban công ở đây nè. Đó, có lan can đồ đầy đủ hết. Đó, nhà mình với mức giá là 5 tỷ 8 và hiện tại á, là mỗi phòng đều có máy lạnh hết nha cô chú chị. Đó, nhà mỗi phòng có máy lạnh hết. Đó, được thiết kế rất là đẹp luôn. Nội thất đầy đủ. Đó, cùng mời cô chú anh chị lên tham quan lầu 3, lầu 2. Lầu 2 thì đó, vẫn là một bộ giường nè. Và hệ thống máy lạnh cũng đã được gắn sẵn luôn rồi. Thì khoảng không gian trong đây là toilet. Đó, toilet này của chú chị ha. Đó, rất là đẹp luôn. Đầy đủ hết, nhà mình không thiếu gì hết nha. Với mức giá 5 tỷ 8 và giá này thì còn thương lượng nha cô chú anh chị. Đó. À, khoảng không gian toilet phòng thứ tư. Đó, với mức giá cực kỳ mềm luôn, 5 tỷ 8 với cái diện tích ngang 4 dài 12 dài 14 nha cô chú anh chị. Thiết kế một trệt một lửng ba lầu luôn. Đó, 4 phòng ngủ tính luôn lửng là 5 phòng. Đó, ban công ở đây nè cô chú anh chị. Đây là khoảng không gian ban công của mình nè. Đó, đầy đủ hết. Đó, ở phía dưới là đường nè. Hướng ngoài kia đó mình đi thẳng ra là mình ra mã lòi của chú chị ha. Xe hơi vào tận nhà thoải mái luôn. Đó, rất là đẹp luôn. Cùng mời cô chú anh chị lên tham quan lầu 3 nha. Lầu 3 thì sẽ có thương thượng nè. Đây là lầu 3. Lầu 3 thì sẽ có thương thượng sâu. Đó, sân thượng sau nè cô chú chị đã được bao quanh bởi những cái khung sắt hết rồi nè, đầy đủ hết. Đó, đường ống máy lạnh đồ đầy đủ đã được đi xuống hết rồi cô chú chị ha. Đó, đường ống máy lạnh nè. Đó, làm rất là đẹp luôn cô chú chị, không phải là được chủ thiết kế nè. Đó, ốp lên rất là đẹp. Đó, còn khoảng không gian phía trước này nè là phòng thờ. Đó, phòng thờ là cô chú chị. Đó, và tiếp theo mình sẽ ra vào đây. Ra ở đây là sẽ có sân thượng phía trước nữa. Ô, đặc biệt nhà mình tặng thêm mình là cái máy giặt nữa cô chú chị ha. Đây là khoảng không gian sân thượng trước nè. Đã được ở trên đã được che chắn rồi, rất là đẹp. Này thì được thiết kế bằng lan can inox nha cô chú chị, kính cường lực. Đó, thì em xin thông báo lại căn nhà này hiện tại đang nằm ở hướng tây. Nhà được thiết kế ngang 4 dài 14, được thiết kế một trệt một lửng ba lầu, công năng sử dụng là 4 phòng ngủ tính luôn lửng là 5 phòng và 5 nhà vệ sinh. Và giá anh chị chủ muốn chia sẻ là 5 tỷ 8, còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ, nhà pháp lý rõ ràng, sổ hồng riêng. Thì cô chú chị này mến hoặc thích nhà này thì liên hệ với sở hữu nha. Em xin cảm ơn cô chú chị rất nhiều.